một không cho đợi tôi chết. Ngồi gần máy quay đừng có nói chuyện mà hơi. Điểm trên tiết chết 2 không bóng không vào lưới đổi vào điểm cho biển 1-2. Chúng tôi xin giới thiệu một trọng tài mới, Di Kha, đẹp trai chưa có bồ, ai muốn liên hệ thì liên hệ ha. Có bồ rồi, có bồ rồi. Ờ chết à, có bồ hả? Phục tiếp gõ. Bóng không qua lưới, điểm cho biển 2 đều. Thôi sao không? Đỡ bóng dâng vô ban tổ chức điểm xém trúng điểm cho tí chết 3-2 một chai trà xanh phong độ cho ban tổ chức ngay và liền, cảm ơn. Điểm cho tí chết 4-2. Đỡ bóng hỏng. Điểm cho tí chết 5-2. 5 cây. Thua. Ây. Đỡ bóng 9 mét. Điểm cho tí chết 6-2. Chém tay nữa trúng điện thoại. Xéo là mày canh, lúc mấy cái mặt vào cái đầu đỡ. Đây có mặt anh đỡ. Mặt em đỡ. Phát bóng. Trong cái camera. Alo. Điểm cho tí chết 7-2. Có lẽ bên nội bộ của đội biển đang rối loạn. Nó. Đổi vào điểm cho biển 3-7. Mặc dù trời rất nắng. Phải nãy giờ đội mày định thế nào đó. Chiều lận thẳng. Nếu mày đang đó là thế vô còn đứng đâu đánh hay à. Theo như khán giả nói là hết sổ. Không phải là hay mà là điểm cho biển 4-7. Đợi 5 người vô biển người á. Nhìn gì cho biết đi. Thằng ấy vô rồi. Hết sổ. Cú phát bóng xí ra ngoài luôn. Điểm cho tiên chớp 8-4. Điểm cho tí chết 9-4. Có vấn đề gì không? Không rồi, vậy tiếp tục đi. Cười á cho cười. Ờ cười anh ơi. Cười mặt ngấu quá. Bấm, tầm. Tầm. Điểm cho tí chết 10-4. Tăng. Điểm cho tí chết 11.
mà tao phát luôn. Tao phát, tao đỡ, mày hãy đâu có thấy cái tao đâu. Để bóng ra ngoài. Điểm cho thế giới 12 4. Để bóng hỏng. Điểm cho thế giới 13 4. Bam! Bỏ bóng ra ngoài. Điểm cho thế giới 14 4. Gì? 14 4. Ở bên đây cùi quá vậy. Kết thúc set đấu thứ nhất, đội thi chấp thắng biển với tỷ số 15 4. Để tiếp nối chương trình, mời một vận động viên nam ra hát bài tặng cho anh Tú rồi. Xét đấu thứ hai, đội tì chớp bên tay trái phía bàn trọng tài, đội biển bên tay phải. Phát bóng hậu, điểm cho biển 1-0. Cầu số số 7, cầu thủ số 77, anh Long đang phát bóng. Bỏ bóng không qua lưới, điểm cho biển 2-0. 77 phát bóng. Quay! Đỡ bóng hậu, điểm cho biển 3-0. Anh Long phát bóng. Bỏ bóng không qua lưới, đỡ bài điểm cho thi chết 1-3. Điểm cho thế giới 2-3. Đúng rồi. Bỏ bóng ngoài, đỡ vào điểm cho biển 4-2. Điểm cho biển 5-2. Điểm 3-6. Về ngủ anh. Xin thông báo khi trận đấu này kết thúc, trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra giữa đội
Phước Minh và Bồ Năng. Hay quá. Điểm biển 7 3. Điểm truyện 8 3. Điểm 9 3. Để cái điểm sẽ đi chết. 4 9 9 4 chết. Điểm sẽ đi chết. 5 9 đúng cái đi trước 6 9 đỡ bóng hậu điểm cái đi trước 7 9 vui mà y chang liên quân có cái thằng y chang rắc luôn á. Bắt bóng hậu đỡ vào điểm cho biển 10 7 chú đâu còn bác bằng con thích nhất là cái con hậu cho nói tôi nó ăn là bác bóng banh luôn rồi đỡ vào điểm cho đi chết 8 10 điểm cho tôi chết 9 10 qua bóng chạm lưới đỡ về điểm cho biển 11 9 điểm cho tay chớp 10 11 bỏ ra tốt điểm cho tay trước 11 dịch cu rong đung là con người không có lưới đỡ vào điểm cho biển 12 11 tiếp tục là anh Long phát bóng phát bóng này uy lực nhưng ra ngoài điểm cho đi chốt 12 đưa phát bóng vô điểm cho đi chốt 13 12 đón gian kìa bánh thấy bức qua rồi rồi đội bóng không qua lưới
đỡ về điểm cho bị 13 đều. Đỡ bóng hỏng, đếm cho biển 14, 13. Tiếp tục là lâm phong đông phong 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 phong. Hai đội bước vào set đấu huy đoàn. Bên đây bắt đầu đi cũng bắt luôn. Cái gì? Đi lý là 17 20. 17 là mừng rồi. Đang tính ra thi xong rồi còn giờ giờ lại không chạy vô mà. Đậu chứ này. Vừa đủ đậu luôn. Hai sống này cái ai thầy? Thầy đỡ xong đó anh thầy. Mấy thêm mấy đậu 15 mà. Ừ.